Công cụ tiếp theo trong filter đó là phần render, tức là đối tượng chúng ta sẽ kết xuất. Để thể hiện đối tượng render này một cách rõ nhất, chúng ta cùng nhau làm bài tập. Ở đây, tôi có tấm hình và tôi muốn tạo tia sét cho đối tượng này. Tôi tạo một layer mới trên cùng. Tôi nhấn D trên bàn phím để về đối tượng chúng ta đen bên trên trắng bên dưới. Sau đó tôi chọn công cụ Gaussian. Và kiểu phim màu tôi chọn từ đen qua trắng. Và chúng ta bấm chuột trái, giữ Shift kéo thẳng qua đây. Tạo vùng màu này. Chúng ta tiếp tục vào phần filter, phần render. Ở đây các bạn có thể chọn Glow hoặc Diffuse Glow, hai cái này tương tự nhau. Tôi chọn Diffuse Glow để tạo ra đối tượng mây. Sau khi tạo xong, các bạn nhấn Ctrl Y invert lại, Ctrl Y ngắn. Sau khi Ctrl Y ngắn, chúng ta vào phần Image Adjustment và chúng ta chọn Vanish Contrast. Các bạn tăng dần độ sáng hoặc giảm dần độ sáng đi để chúng ta lấy đối tượng là những tia mây này. Chúng ta có thể tăng cường độ tương phản lên, giảm sáng tới mức thấp nhất có thể, ví dụ thế này. Ok, bây giờ chúng ta chỉ việc làm mục tùy chọn duy nhất thôi. Các bạn có thể chọn phần screen hòa trộn, đối tượng chúng ta lập tức có mây rồi. Hoặc là các bạn tùy chọn một vài tùy chọn khác, ví dụ như overlay. Tôi chọn screen, tôi chọn bv, bắt đầu nhấn Ctrl T trên bàn phím, đảo ngược vùng chọn lại, flip vertical và cho đối tượng này vào đây. Tôi đang tạo mây. Bây giờ chúng ta cùng nhau xóa phần mây đi và giữ lại phần tia sét thôi. Tôi chọn ở đây và gắn cho nó play mask trên đen, chọn công cụ brush tool và nét mềm size nhỏ vừa phải. Đầu tiên tôi dùng OST bằng 30% thôi và tôi tẩy tẩy những vùng không cần thiết và giữ lại những vùng có tia sét, đặc biệt phần tay này tôi tẩy đến đây thôi. Các bạn tẩy vừa phải, không được quá tay, ví dụ như vậy. Bên ngoài này chúng ta có thể gõ số 0 như bàn phím và tẩy sạch sẽ bên ngoài luôn. Càng vào phần bên trong chúng ta tẩy nhẹ nhàng hơn. Các bạn có thể nhấn số 5 bằng để về opacity khoảng 50%. Chúng ta cùng nhau tẩy tiếp. Sau khi xong các bạn có thể tăng giảm opacity cho nó hợp lý nhất. Còn nếu muốn đẹp hơn, tôi nhấn Ctrl Z trên bàn phím, nhân bản vùng mây đây. Và tiếp tục tẩy những thành phần không cần thiết. Các bạn muốn đổi màu vùng mây này, các bạn cần chọn thêm layer bên dưới, Ctrl E mạch lại. Sau khi mạch xong, chúng ta có thể add layer mask và tiếp tục tẩy những thành phần không cần thiết ở đây. Tiếp tục chọn screen. Muốn đổi màu những đối tượng này, các bạn bấm vào phần này, quay saturation. Các bạn check vào vùng này để tác động layer bên dưới thôi. Bây giờ chúng ta được quyền đổi màu cách thoải mái rồi. Các bạn bấm vào phần color này, đổi xanh đỏ tím vàng. Nếu đồng ý chúng ta cùng nhau save file và kết thúc phần Different Glow tại đây.